Xin chào các bạn, nhân dịp Noel á, thì tôi có một cái chương trình đặc biệt, đó là tặng ba lô tiên cá cùng với tiền. Trong đây là có để một số tiền ở trong đây, giá trị từ 100 đến 200 ngàn. Còn trên tay tôi nó là cầm một cái tờ giấy có ghi chữ yes no và ghi số tiền đó. Thì tôi cắt cái tờ giấy này ra, bỏ vô trong cái hũ này. Rồi, cái trò chơi này nó áp dụng cho cái những bạn mà mua đuôi tiên cá bầu trời, thì ở đây là chỉ còn có 5 bộ thôi. Bạn nào mà may mắn mua cái này á, thì được cơ hội rút thăm trúng thưởng ba lô. Một cái ba lô này á, trị giá là 350.000 đồng một cái nha. Một cái ba lô trị giá như vậy đó. Đó, bạn nào mà bắt trúng chữ Z á, thì sẽ được tặng, còn no là không được tặng. Còn chúng vô số tiền á, thì sẽ được tặng tiền đó. Thì chỉ có 5 bộ thôi. Bạn nào mà mua một bộ này á, là giá là 1.600.000, là có quần áo rồi có đuôi cá luôn đó. Tranh thủ nha các bạn, tôi không còn nhiều hàng đâu, chỉ còn nhiêu đó thôi, và chỉ áp dụng cho cái tặng đuôi tiên cá bầu trời thôi nha. Rồi, bạn nào mà mua thì liên hệ sớm, và đuôi tiên cá bầu trời xin nhắc lại là sẽ không còn hàng nữa. Đây là những bộ cuối cùng và chỉ sản xuất lần này là lần cuối thôi, sẽ không sản xuất ra nữa đó, bởi vì sẽ ra nhiều mẫu đuôi tiên cá mới đẹp hơn. Làm như vậy thì những bạn mà đã từng mua đuôi tiên cá bầu trời rồi thì sẽ được độc quyền, là không ai có bộ đồ giống như mình hết. Rất là hay đúng không? Rồi, xin thông báo chương trình này sẽ kéo dài đến ngày 25 tây, nghĩa là đến hết Noel. Và tôi đang nghĩ rằng chắc các bạn phải tranh thủ nhanh lên đi, trước cái đuôi tiên cá bầu trời á, nhiều bạn đặt mua lắm rồi. Mấy bữa nay là chỉ còn đúng 5 bộ thôi đó các bạn, tranh thủ nha, không thôi là hết hàng, mà hết hàng là không còn cái game show này, phải đợi game show khác nha các bạn. Yes no, yes no, yes no. Bỏ vô đây.